Thực chất thấy một cái thông tin. Dạ chú ơi, chú nếu mà chú là luật sư thì chú có thể là hướng dẫn cho người nhà những cái mọi cái thủ tục này kia đó chú. Tôi không có tiếp xúc được. Tại vì về về người về mặt xã hội là một khác, còn vụ án là khác, còn hướng dẫn là một cái mặt khác nữa, hay không? Dạ. Cái mặt nào nó cũng phải có một cái mặt của nó. Nhưng mà tôi mong muốn chủ nhà nên nên nghe, Dạ. tôi mong muốn chủ nhà nên đến văn phòng từ những chỗ có thông tin hay là đến tờ gì đó không hiểu biết, rồi đến văn phòng luật sư, thì văn phòng luật sư sẽ hướng dẫn những cái thủ tục là cho người nhà. Nhưng mà tôi thấy là cái sự việc này thực chất để mà nói nó phức tạp quá, Dạ, đúng không rồi. phải, nó là đơn giản thôi, nó làm đã về vào cái cuộc hình sự rồi, Dạ. đã vào một cái cuộc hình sự rồi, thành ra cái đó là do cái bên là công an điều tra hình sự, nhưng điều nó không có thoát được đâu, tại vì một con người vô lương tâm, người ta đã sống với mình đủ bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu đứa con rồi, tài sản đã có rồi, nhưng mà thằng này nó làm bậy làm sai, hay là nhân dân và nhân dân bây giờ mình chưa kết cục được, Dạ. nhưng đều á sống vô đạo đức theo kiểu đó, nên nhà nhà mấy anh tung lên cho mạnh lên để chi, Dạ. không đường nào mà nó chạy thoát được chứ, tại vì mạng Dạ. lưới xã hội, mà mạng lưới xã hội không bao giờ nào chạy thoát được. Dạ. Thì bây giờ tôi nói cho anh nghe, xác là định thấy là được rồi, mà đã chôn cất rồi, hình thức rồi, bây giờ tôi chỉ tóm tắt lại thôi, tôi chỉ tóm tắt lại thôi, có chốt lại được cái máu của người hay người hại, hay là bỗng dưng là nó có những cột gì đó anh đã đưa lên rồi đó, Dạ không dạ. không thể là bỗng dưng được, không thể nào bỗng dưng được, tại vì bỗng dưng là nó bỗng dưng tôi té trong vòng 3 ngày 4 ngày xác nó sẽ nó lên, đúng không? Đó Dạ đúng rồi. là danh từ bỗng dưng. Còn này bỗng dưng 12 ngày, nếu mà không dùng dùng cái vấn đề đó thì cũng không có lên được đâu, Dạ giống như là trục chết tìm kiếm đó. cào á, tụi em cào á. Nhưng mà con cái nó anh phải làm mạnh cái vấn đề này cho tôi, là cái vấn đề gì? Cộng đồng mạng phải đưa lên mạnh, nhưng mà tôi mong muốn, tôi là luật sư thiệt, nhưng mà cái mối mấu chốt liên hệ tôi á, tôi chẳng chẳng liên hệ được, trong điều á tôi muốn mấy anh làm mạnh lên để chi, cho cái thông tin á của thằng cái mạng xã hội mình lớn lên để chi, bạn diệt trừ cái top bọn ác này, đó là mình cũng là giúp được một cái cộng đồng của xã hội đó anh. Dạ. Ok, tôi tâm thần thành ra tôi theo dõi trực tiếp, nhưng mà con cái thực chất cả để mà nói tôi chưa có nắm được cái tình thú đã bắt được cái thằng khốn nạn này chưa, nếu mà bắt được thằng khốn nạn này á, nhưng mà có cái người á, chị Hà này là ở đâu anh, địa chỉ đó. Phú Tăng. Ủa Phú Tân hả, hả? Dạ. Hay là Phú Thuận? Phú Tân hay là Phú Thuận? Phú Tăng. Ở Phú Tân. Ở Phú Tân rồi chỉ mua một cái nhà mới ở đâu chị anh? Ở ấp Tân Quế, xã Tân Tân Thạnh á. Tân Quế, xã Tân Thạnh. Tân Quế. Tân Quế, Tân Long, ba Tân hợp lại chẳng xong Tân nào, nó chỉ thuộc Đồng Tháp mà. Tân Quế chứ không phải là Tân Quế hả? Quế. Quế UE phải không? Ơi, Tân Quế. Tân Quế hả? Dạ. Ủa sao nghe nói là nó nằm ở là nghe nói là nó nằm ở là cái gì Phụng? Phú Thuận, Phú Hòa chứ.
Phú Tân, Phú Tân An Giang. Phú Tân An Giang hả? Rồi chị lại lên tới trên Phú Tân á. Nói chung là nó nằm ở trong cái chỗ mà Đức Quỳnh đó chủ Hòa Hảo á. Là Phú Tân là Đức Quỳnh cho chủ. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Rồi. Thực ra tôi cũng bức xúc một phần nào. Dạ, bữa nay tôi coi mấy cái YouTube của mấy anh á, đưa lên. Thậm dạ. Tôi, anh có số điện thoại á. Dạ, dạ. Mới điện anh. Rồi, cảm ơn anh nhiều nghe. Nhưng mà gắng cố gắng giúp cho xã hội được cái gì nên giúp nghe. Dạ. Nhưng mà mấy khốn nạn này phải diệt trừ đó. Mấy khốn nạn này phải diệt trừ đó. Còn đó về luật á, thì tôi sẽ căn cứ về luật. Đó, ví dụ mình muốn tới đó được mà không mình không biết biết nhà ở đâu, phải không? Dạ dạ dạ. Mình thì... muốn tới đó được, tôi mình không biết nhà ở đâu, thành ra tôi mới gọi điện thoại anh. Dạ anh, có thể là người nhà sẽ xem được cái video này thì sẽ liên hệ với chú ha. Thì cứ việc là cho tôi cái địa chỉ đi, tôi sẽ đến. Dạ dạ dạ. Tại vì tôi thấy vậy thôi, nhưng mà con cái tôi chưa biết là gia đình này ở đâu. Dạ đúng rồi, nói chung tôi là hiện nay là cơ quan người ta cũng đang điều tra nên là mình cũng chưa có thông tin gì, mình cũng không dám cái kết luận gì hết trơn á chú. Đúng rồi, nhưng mà tôi cần biết cái địa chỉ của nạn nhân vậy thôi. Dạ dạ, cái này là để người nhà mình, để người nhà của chị Hà liên hệ với mình đi. Tại nhiều khi mình chủ động mình đến, nhiều khi người ta đang có chuyện buồn á. Dạ. Cần có một cái suy nghĩ khác. Dạ dạ đúng rồi, đúng rồi. Mình có suy nghĩ khác phản đối gì mình. Dạ dạ đúng rồi đó. Nhưng mà cộng đồng mạng của mấy anh tung lên thì tôi thấy vậy thôi, nhưng mà con cái tôi chưa biết. Dạ dạ dạ. Là nó nằm ở vị trí nào, phải không? Dạ. Rồi cảm ơn anh nhiều nghe. Dạ dạ, con cảm ơn chú nha. Rồi cảm ơn anh nhiều.